Quý vị và các bạn thân mến, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình truyền hình điện tử do Đài Truyền hình Y tế thực hiện trên cổng thông tin điện tử huyện. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Sáng ngày 25 tháng 10, gia đình bà Hoàng Thị Diệp là cháu nội của cụ Hoàng Hoa Thám. Cùng thân tộc cụ Hoàng Hoa Thám do ông Nguyễn Tiến Quân, nguyên chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, con trai bà Diệp làm trưởng đoàn, đã về trao tiền ủng hộ xây dựng đền thờ anh hùng dân tộc Hoàng Hoa Thám và Nghĩa Quân. Cùng đi có ông Trương Văn Đoan, nguyên thứ trưởng thường trực Bộ Kế hoạch và Đầu tư, chủ tịch Họ Trương Việt Nam, ông Trần Đình Thủy, nguyên ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, chủ tịch Hội đồng Hương Yên Thế tại Hà Nội. Sự và tiếp nhận ủng hộ có đồng chí Đào Duy Trọng, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, đồng chí Nông Văn Tâm, phó bí thư thường trực huyện ủy, đồng chí Thân Minh Sâm, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, đồng chí Trần Thị Vượng, ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện. Tại đây, con cháu bà Hoàng Thị Diệp cùng thân tộc cụ Hoàng Hoa Thám đã được nghe đồng chí bí thư huyện ủy Yên Thế thông tin tóm tắt quá trình xây dựng đình ba tầng mái và đền thờ anh hùng dân tộc Hoàng Hoa Thám và Nghĩa Quân. Dự kiến cả hai công trình trên sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng trước Tết Nguyên đán năm 2024. Hưởng ứng phát động của Ủy ban Nhân dân huyện Yên Thế về việc quyên góp ủng hộ kinh phí xây dựng đền thờ anh hùng dân tộc Hoàng Hoa Thám, trong đợt này, con cháu bà Hoàng Thị Diệp cùng thân tộc cụ Hoàng Hoa Thám đã ủng hộ tổng số kinh phí 355 triệu đồng xây dựng đền thờ. Thay mặt các đồng chí lãnh đạo huyện, đồng chí bí thư huyện ủy đã bày tỏ cảm ơn sự quan tâm, ủng hộ trên, đồng thời mong muốn trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ nhiều hơn nữa từ các tập thể, cá nhân cùng với địa phương xây dựng, tu sửa các hạng mục di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt ngày càng khang trang hơn. Nhân dịp này, đoàn đã tiến hành thắp hương tại đền thờ Nghĩa Quân, tượng đài Hoàng Hoa Thám, mộ bà Hoàng Thị Thế, tham quan đình ba tầng mái, đền thờ anh hùng Hoàng Hoa Thám và Nghĩa Quân. Sáng ngày 23 tháng 10, đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện do đồng chí Nguyễn Văn Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện làm trưởng đoàn, đã tổ chức giám sát công tác quản lý nhà nước về nguồn lực đầu tư cho chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Canh Nậu giai đoạn 2020-2025. Thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020-2025, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Canh Nậu đã kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chương trình, đồng thời thường xuyên chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và cộng đồng dân cư trên địa bàn. Qua hơn 2 năm triển khai chương trình, Canh Nậu đã huy động được tổng số nguồn vốn trên 8 tỷ đồng. Trong đó, nhân dân đóng góp hơn 1,5 tỷ đồng, hiến gần 10.000 m2 đất và trên 500 ngày công lao động. Song song với đó, xã đã và đang lồng ghép thực hiện hiệu quả nhiều nguồn vốn, từng bước làm thay đổi đáng kể diện mạo nông thôn. Hiện xã đã hoàn thành 13 trên 19 tiêu chí về nông thôn mới. Trong đó, nhiều tiêu chí khó cần huy động nguồn lực đã được tập trung thực hiện và đạt kết quả cao. Tiêu biểu như hệ thống đường giao thông, trường lớp học, chợ nông thôn, công tác quản lý, phân bổ các nguồn lực được quan tâm. Với các tiêu chí chưa đạt, xã đã xây dựng lộ trình thực hiện cụ thể. Trong đó xác định tập trung cao trong năm 2024, phấn đấu đến hết quý 2 năm 2025, hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí để đề nghị đạt chuẩn nông thôn mới. Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Văn Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, ghi nhận đánh giá cao sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và nhân dân xã Canh Nậu trong xây dựng nông thôn mới, đồng thời chỉ ra những mặt tồn tại hạn chế của xã trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, xã Canh Nậu tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, làm tốt công tác huy động, phân bổ, quản lý các nguồn lực, đổi mới nhận thức, công tác lãnh đạo, chỉ đạo và cách làm, thay đổi tư tưởng trông chờ, ỷ lại, rà soát lại toàn bộ các tiêu chí, xác định rõ nguồn lực, trách nhiệm, cụ thể lộ trình thực hiện, nâng cao và phát huy tốt vai trò trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể xã. Ngoài tập trung hoàn thành các tiêu chí chưa đạt, cần tiếp tục củng cố, nâng cao các tiêu chí đã đạt, phấn đấu hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới theo lộ trình đề ra, đưa xã Canh Nậu phát triển nhanh, toàn diện và bền vững. Chiều ngày 23 tháng 10, đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện do đồng chí Nguyễn Văn Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện làm trưởng đoàn, đã tổ chức giám sát công tác quản lý nhà nước về nguồn lực đầu tư cho chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại xã Hồng Kỳ. Thực hiện chủ trương về xây dựng nông thôn mới, năm 2020, Hồng Kỳ đã mạnh dạn đăng ký xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2020-2024. Ngay sau khi được chấp thuận, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã đã đồng thuận, thống nhất cao, triển khai thực hiện các nội dung sáng tạo và linh hoạt theo hướng rõ người, rõ việc, rõ thời gian hoàn thành. Thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huy động nhiều nguồn lực tham gia và lồng ghép có hiệu quả nhiều nguồn vốn. Trong quá trình thực hiện, xã luôn đảm bảo công khai, minh bạch, có cơ chế động viên khen thưởng kịp thời. Vì vậy, sau 2 năm triển khai thực hiện,
xã Hồng Kỳ đã hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí và đã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021, về đích sớm 3 năm so với kế hoạch. Đặc biệt đến nay, xã cũng đã đạt 10 trên 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao. Qua đó, diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên. Kết luận buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Văn Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà xã Hồng Kỳ đã đạt được trong quá trình xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao. Đồng thời, chỉ ra một số hạn chế đề nghị xã sớm khắc phục. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, xã cần đánh giá sâu hơn những kết quả đã đạt được cũng như những vấn đề cần khắc phục. Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong toàn hệ thống chính trị và người dân về xây dựng nông thôn mới nâng cao. Rà soát các nhiệm vụ, xây dựng rõ lộ trình thực hiện và hoàn thành từng tiêu chí cụ thể. Xác định rõ các nguồn lực, phân bổ đầu tư hiệu quả, giữ vững và không ngừng nâng cao các tiêu chí đã đạt được, đảm bảo minh bạch gắn với thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường phát động các đợt cao điểm và chủ động trao đổi kinh nghiệm với các địa phương đã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, để sớm đưa xã Hồng Kỳ đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Chiều ngày 20 tháng 10, Ban Thường vụ Huyện Đoàn Yên Thế phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện tổ chức hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện với đoàn viên thanh niên, giáo viên tổng phụ trách đội và thanh thiếu nhi trên địa bàn huyện. Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện và đồng chí Lương Quang Tuyên, Bí thư Huyện đoàn chủ trì hội nghị. Tại hội nghị đã có 14 lượt đoàn viên thanh niên, giáo viên tổng phụ trách đội và thanh thiếu nhi đóng góp ý kiến với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện, các cơ quan chuyên môn của huyện và các cơ quan của tỉnh đóng trên địa bàn. Các nội dung trao đổi, đối thoại được tập trung vào 5 nhóm vấn đề gồm: đề nghị huyện có thêm các giải pháp giúp thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, có các chính sách đặc thù để hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế tập thể, có cơ chế, giải pháp để thanh niên phát huy tốt vai trò trong thực hiện đề án nâng cao năng lực số, chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025. Cần có các chính sách cụ thể hỗ trợ thanh niên học tập, nghiên cứu khoa học, hướng nghiệp, đào tạo nghề. Chú trọng ưu tiên quy hoạch, đầu tư xây dựng các khu vui chơi, sinh hoạt, giải trí cho thanh thiếu nhi nói chung và thanh niên công nhân nói riêng. Định hướng tạo điều kiện tốt nhất để thanh niên huyện nhà có cơ hội hội nhập quốc tế. Kết luận buổi đối thoại, đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đã ghi nhận và biểu dương nỗ lực, phấn đấu và những thành tích mà các cấp bộ đoàn và toàn thể cán bộ, đoàn viên thanh niên huyện nhà đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí khẳng định, thời gian qua, cấp ủy chính quyền các cấp đã đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thường xuyên định hướng nội dung, phương thức hoạt động cho tổ chức đoàn. Ủy ban Nhân dân huyện thường xuyên quan tâm tạo điều kiện để đoàn viên thanh thiếu nhi tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của huyện. Hàng năm, các đề xuất kiến nghị của đoàn viên thanh thiếu nhi luôn được cấp ủy chính quyền quan tâm giải quyết, cơ bản đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên thanh thiếu nhi. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện cũng đánh giá cao các ý kiến đóng góp trao đổi tại buổi đối thoại, đồng thời đề nghị trong thời gian tới, các phòng ngành, cơ quan đơn vị, cấp ủy chính quyền và Ban Thường vụ Huyện đoàn cần thực hiện tốt một số nội dung như: người đứng đầu cấp ủy chính quyền cấp cơ sở cần tăng cường đối thoại trực tiếp với thanh niên để kịp thời tiếp thu các kiến nghị, đề xuất, từ đó có những giải pháp cụ thể nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, công tác quản lý điều hành của chính quyền, phối hợp tạo điều kiện cho tổ chức đoàn thanh niên làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, thực hiện có hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia thực hiện các chương trình phát triển kinh tế xã hội. Tổ chức đoàn thanh niên phải thực sự đổi mới trong công tác vận động, tập hợp, đoàn kết, định hướng cho thế hệ trẻ huyện nhà, nhất là phương thức tổ chức các phong trào nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh của thanh niên, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Đồng thời, giáo dục, bồi đắp cho thanh niên truyền thống cách mạng, hình thành những phẩm chất tốt đẹp của thế hệ trẻ, như có tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí, khát vọng vươn lên, ham học hỏi, cầu tiến bộ, có tri thức, tự tin, năng động, sáng tạo, đoàn kết, nhân ái, sống có lý tưởng, có hoài bão, khát khao cống hiến. Chủ động đề xuất những việc khó, việc mới, có sức lan tỏa, phát huy ưu thế xung phong, tình nguyện của tuổi trẻ. Trong đó, tập trung tham gia ở một số nhiệm vụ cụ thể như xung kích đi đầu trong chuyển đổi số, bảo đảm an toàn giao thông, tổ chức tốt chương trình đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp, tham gia triển khai, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn. Sáng 23 tháng 10, Ủy ban Nhân dân huyện tổ chức hội nghị bàn về công tác quản lý đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện. Đồng chí Nguyễn Văn Tuyền, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân huyện chủ trì hội nghị. Yên Thế có tổng diện tích đất lâm nghiệp hơn 7.440 ha.
Trong đó, diện tích đất do Ủy ban nhân dân huyện quản lý trên 2.787 ha. Trên địa bàn huyện có 3 đơn vị được nhà nước cho thuê đất lâm nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên lâm nghiệp Yên Thế thuê hơn 2.308 ha. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Đông Bắc thuê gần 1.540 ha. Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Trường Lộc thuê hơn 1.113 ha. Trong những năm qua, Ủy ban nhân dân huyện luôn quan tâm chỉ đạo các xã phát triển kinh tế rừng. Hầu hết diện tích đất lâm nghiệp giao cho các hộ sản xuất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, diện tích đất lâm nghiệp do các công ty nằm đan xen với các hộ dân. Công tác quản lý đất rừng còn nhiều bất cập nên tình trạng tranh chấp đất đai giữa một số hộ dân với các công ty còn xảy ra. Thống kê hiện nay, trên địa bàn huyện có 1.039 lô khoảnh thửa đất với diện tích hơn 1.014 ha của 3 công ty đang có tranh chấp vướng mắc với người dân. Các công ty đã chủ động thực hiện giải quyết tranh chấp bằng nhiều hình thức. Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân các xã cũng phối hợp tuyên truyền vận động người dân hợp tác ký hợp đồng liên kết trồng rừng với các công ty, không tranh chiếm đất, lập biên bản tổ chức hòa giải tranh chấp. Các vụ việc phá rừng, phát vén để trồng rừng trên đất có cây tái sinh đều được các xã phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý dứt điểm, kịp thời. Tại hội nghị, các đại biểu đã phân tích, thảo luận, làm rõ nguyên nhân, dẫn dắt căn cứ pháp luật và đề ra nhiều giải pháp tháo gỡ thực trạng tranh chấp đất lâm nghiệp trên địa bàn. Để tập trung quyết liệt xử lý, giải quyết kịp thời các vụ việc tranh chấp, lấn chiếm đất rừng và kiên quyết ngăn chặn, không để phát sinh thành điểm nóng, đồng chí Nguyễn Văn Tuyền, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong lĩnh vực quản lý đất lâm nghiệp, không tranh chấp, lấn chiếm đất, tích cực tố giác các đối tượng vi phạm để kịp thời ngăn chặn, xử lý theo quy định của pháp luật. Các phòng ban, cơ quan của huyện làm tốt công tác tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện trong việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo liên quan đến đất rừng. Phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã kiểm tra, rà soát, thống kê diện tích đất lâm nghiệp, tổng hợp các diện tích nhỏ lẻ đang có tranh chấp, tăng cường quản lý hoạt động dịch vụ phục vụ phát triển rừng, phối hợp quản lý, bảo vệ và phát triển rừng theo quy định của pháp luật. Các công ty lâm nghiệp cần tăng cường quản lý đất lâm nghiệp, tổ chức hợp đồng giao khoán rừng đảm bảo đúng quy định của pháp luật, phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức chính trị xã hội, già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng dân cư để vận động nhân dân hợp tác với chính quyền giải quyết các vụ việc tranh chấp liên quan đến đất rừng. Qua đó, góp phần ổn định an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Cũng tại hội nghị, Ban chỉ đạo xử lý các vấn đề liên quan đến đất lâm nghiệp đã thông qua dự thảo kế hoạch và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình truyền hình điện tử do Đài Truyền hình Yên Thế thực hiện trên cổng thông tin điện tử huyện. Tiếp theo chương trình là một số nội dung quan trọng khác. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi nội dung của chương trình. Sáng ngày 21 tháng 10, tại hội trường Ủy ban nhân dân huyện, công ty đấu giá hợp danh Đại Dương Group phối hợp với Trung tâm Phát triển Quỹ đất và Quản lý trật tự giao thông xây dựng môi trường huyện Yên Thế tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại các xã Hồng Kỳ, Đồng Vương, Đồng Kỳ, Đồng Hưu, Xuân Lương và thị trấn Phồn Xương. Tới dự có đồng chí Nguyễn Văn Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; đồng chí Nguyễn Văn Tuyền, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân huyện. Trong đợt này có 21 lô thửa đất đủ điều kiện đấu giá tại các xã, bao gồm khu dân cư Trại Hồng, xã Hồng Kỳ 9 lô, khu dân cư trung tâm xã Đồng Vương 1 thửa, khu dân cư mới xã Đồng Kỳ 3 lô, khu dân cư thôn Cổng Châu xã Đồng Hưu 3 lô, khu dân cư trung tâm xã Xuân Lương 1 lô, khu liên hiệp thể thao huyện 3 lô và tổ dân phố Hồi thị trấn Phồn Xương 1 lô. Tổng giá khởi điểm 21 lô đất là hơn 17 tỷ đồng. Có 35 người đủ điều kiện tham gia đấu giá với tổng số 89 hồ sơ đủ điều kiện đấu giá. Kết quả có 17 lô đất trúng đấu giá với tổng diện tích gần 1.876 m2. Tổng số tiền trúng đấu giá 17 lô đất là gần 14,2 tỷ đồng, chênh lệch gần 1 tỷ 225 triệu đồng so với tổng giá khởi điểm. Sáng ngày 27 tháng 10, tại xã Hưng Vĩ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Yên Thế đã tổ chức hội nghị tọa đàm chuyên đề quý 4 năm 2023. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện chủ trì hội nghị. Trước khi tọa đàm theo chuyên đề, các đại biểu đã tham quan nhiều mô hình tuyến đường tự quản sáng xanh sạch đẹp tại xã Đồng Kỳ và xã Hưng Vĩ. Về nội dung tọa đàm, các đại biểu đã cùng làm rõ những thuận lợi, khó khăn và giải pháp trong công tác chuẩn bị các điều kiện, đặc biệt là công tác chuẩn bị nhân sự cho hội nghị tổng kết Ban công tác mặt trận khu dân cư nhiệm kỳ 2021-2024, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong triển khai tổ chức ngày hội đoàn kết toàn dân 18 tháng 11.
trao đổi làm rõ những thuận lợi, khó khăn, giải pháp trong triển khai thực hiện công tác giám sát cán bộ, đảng viên theo quy định 124 ngày 2 tháng 2 năm 2018 của Ban Bí thư. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng thông tin thêm về tình hình phát triển kinh tế xã hội ở mỗi xã thị trấn từ đầu năm 2023 đến nay, cũng như công tác chuẩn bị cho Đại hội Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp cơ sở nhiệm kỳ 2024-2029. Kết luận tại buổi tọa đàm, đồng chí Trần Thị Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các xã thị trấn tập trung cao cho việc tổ chức hội nghị tổng kết Ban công tác mặt trận khu dân cư nhiệm kỳ 2021-2024, phấn đấu xong trong tháng 11 năm 2023. Tổ chức tốt ngày hội đại đoàn kết toàn dân 18 tháng 11, chủ động rà soát, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2023, đặc biệt là phải chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội Mặt trận Tổ quốc nhiệm kỳ 2024-2029. Sáng ngày 22 tháng 10, tại sân vận động huyện Yên Thế đã diễn ra lễ khai mạc Ngày hội thể thao các dân tộc thiểu số huyện Yên Thế năm 2023. Tới dự có các đồng chí thành viên ban tổ chức ngày hội, lãnh đạo các xã thị trấn cùng đông đảo các vận động viên và cổ động viên. Ngày hội được tổ chức theo quy mô cấp huyện với sự tham dự của 14 đoàn vận động viên đến từ 14 xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong huyện, bao gồm Canh Nậu, Đồng Vương, Đồng Tiến, Tam Tiến, Xuân Lương, Tam Hiệp, Tân Hiệp, Đồng Kỳ, Tiến Thắng, Hồng Kỳ, Đồng Tâm, Đồng Lạc, Đông Sơn và Đồng Hưu. Các vận động viên tham gia 3 môn thi đấu gồm kéo co nam nữ, bắn nỏ và đẩy gậy. Trong đó, 2 môn kéo co nam nữ và bắn nỏ thi đấu ở khu vực sân vận động huyện. Môn đẩy gậy thi đấu tại sới vật khu di tích lịch sử Hoàng Hoa Thám. Kết thúc ngày hội, ban tổ chức đã trao cờ lưu niệm và các bộ giải ở 3 môn thi đấu cho các đơn vị đạt thành tích cao. Thông qua Ngày hội thể thao các dân tộc thiểu số huyện Yên Thế năm 2023, nhằm thúc đẩy phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại trong đồng bào dân tộc thiểu số, tạo điều kiện để các địa phương, các vận động viên có dịp giao lưu, học hỏi lẫn nhau trong tổ chức tập luyện và thi đấu các môn thể thao. Đồng thời, tăng tình đoàn kết gắn bó trong đồng bào dân tộc thiểu số, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững trong cộng đồng các dân tộc thiểu số địa phương. Sáng ngày 25 tháng 10, tại Trung tâm Chính trị huyện, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao kiến thức về an toàn thực phẩm, lĩnh vực nông nghiệp cho cán bộ phụ trách an toàn thực phẩm về lĩnh vực nông nghiệp, các xã thị trấn và các cơ sở hộ kinh doanh. Tại lớp tập huấn, các đại biểu được đại diện Chi cục Quản lý Nông lâm Thủy sản tỉnh Bắc Giang truyền đạt một số nội dung quy định mới trong đảm bảo an toàn thực phẩm theo Nghị định số 15 năm 2018 của Chính phủ, như công bố, đăng ký công bố thực phẩm, đối tượng miễn cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, kiểm soát về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu, quảng cáo thực phẩm, chứng nhận an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe, phối hợp phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của 3 bộ quản lý chuyên ngành, đồng thời tuyên truyền các nguy cơ ô nhiễm vào thực phẩm, điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm. Những thông tin bổ ích trên góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, các tổ chức, cá nhân về quản lý và thực hiện sản xuất kinh doanh thực phẩm nông nghiệp theo hướng bền vững, an toàn, nâng cao giá trị kinh tế, đáp ứng nhu cầu thị trường. Nhân dịp đầu năm học 2023-2024, sáng ngày 26 tháng 10, tại trường tiểu học thị trấn Phồn Xương, Ban Giám đốc và Công đoàn Công ty Trách nhiệm hữu hạn GA Solar Việt Nam tổ chức tặng quà cho các trường học, học sinh nghèo vượt khó vươn lên trong học tập thuộc các xã thị trấn trên địa bàn huyện Yên Thế. Tới sự có các đồng chí lãnh đạo đại diện Liên đoàn Lao động, Phòng Giáo dục Đào tạo huyện. Tại đây, đại diện lãnh đạo Công ty Trách nhiệm hữu hạn GA Solar Việt Nam đã trao tổng số 100 suất học bổng, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho học sinh nghèo vượt khó thuộc 57 trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn huyện và trường cao đẳng miền núi Bắc Giang. Đồng thời trao 50 bộ máy tính để bàn, 5 máy lọc nước, 30 ghế đá cho các trường học trong huyện, tổng trị giá quà tặng gần 550 triệu đồng. Qua đó góp phần chia sẻ khó khăn, động viên cán bộ, giáo viên, học sinh các nhà trường có thêm điều kiện thi đua dạy tốt, học tốt, nâng cao chất lượng giáo dục. Được biết, Công ty Trách nhiệm hữu hạn GA Solar Việt Nam là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, trụ sở tại khu công nghiệp Quang Châu, Việt Yên, Bắc Giang. Công ty chuyên cung cấp giải pháp phát điện năng lượng mặt trời, chuỗi sản xuất khép kín nhằm tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, tận dụng nguồn năng lượng mặt trời sẵn có để đầu tư phát triển. Ngoài tạo việc làm cho hàng nghìn lao động Bắc Giang, công ty còn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội tại địa bàn. Thực hiện sự chỉ đạo của Công an huyện Yên Thế, chiều ngày 24 tháng 10, Công an xã Tân Sỏi phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã tổ chức hội nghị Công an lắng nghe ý kiến nhân dân và tuyên truyền công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng cháy chữa cháy. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đại diện các đội nghiệp vụ của Công an huyện,
tuyên truyền về công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng cháy chữa cháy và hướng dẫn sử dụng các loại bình chữa cháy thông dụng. Nghe công an xã thông tin về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn từ đầu năm 2023 đến nay, nhiệm vụ, giải pháp những tháng cuối năm. Qua các nội dung được thông tin tại hội nghị, nhân dân xã Tân Sở đã đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của lực lượng công an nói chung, công an xã nói riêng trong việc tích cực đấu tranh các loại tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự, gìn giữ sự bình yên cho nhân dân. Bên cạnh đó, nhân dân xã Tân Sở cũng đề nghị lực lượng công an xã cần thường xuyên tuần tra xuống từng thôn xóm, các điểm giáp danh, nhất là các dịp cao điểm và từ nay đến Tết Nguyên đán. Chủ động xây dựng kế hoạch cùng với cựu chiến binh xã, tăng cường phối hợp tuần tra kịp thời phát hiện xử lý các vụ việc từ sớm từ xa. Đề nghị lực lượng công an các cấp thường xuyên tuyên truyền các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng, đồng thời có các biện pháp ngăn chặn hình thức lừa đảo này. Phát biểu trao đổi tại hội nghị, Thượng tá Quách Văn Hưng, Phó trưởng Công an huyện đã đánh giá cao các ý kiến đóng góp của nhân dân xã Tân Sở với lực lượng công an. Đồng chí mong rằng trong thời gian tới, Công an xã Tân Sở nói riêng và Công an huyện Yên Thế nói chung sẽ tiếp tục nhận được nhiều ý kiến đóng góp hơn nữa của nhân dân để lực lượng công an luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần đưa kinh tế của huyện nhà ngày càng phát triển. Nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập xã Đồng Tâm, mùng 6 tháng 11 năm 2008, mùng 6 tháng 11 năm 2023. Sáng ngày 21 tháng 10, xã Đồng Tâm đã tổ chức giao lưu cầu lông giữa cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên công đoàn xã, bí thư chi bộ, trưởng phó thôn, trưởng ban công tác mặt trận 6 trên 6 thôn trên địa bàn xã và câu lạc bộ cầu lông xã Đồng Tâm. Tại buổi giao lưu, các vận động viên đã mang đến nhiều trận cầu sôi nổi, hấp dẫn, thu hút đông đảo người dân đến xem và cổ vũ. Thông qua hoạt động nhằm tạo không khí sôi nổi trong cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên công đoàn xã, đội ngũ cán bộ các thôn và câu lạc bộ cầu lông xã. Từ đó tạo thêm động lực để đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động nói chung trên địa bàn xã thi đua học tập, công tác, lao động sản xuất, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội địa phương. Đồng thời góp phần thực hiện tốt phong trào thi đua, toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Chiều ngày 26 tháng 10, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đồng Vương tổ chức hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân với cán bộ hội viên phụ nữ trên địa bàn xã. Tại hội nghị, các đại biểu được nghe lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ xã thông báo tóm tắt kết quả tình hình phát triển kinh tế xã hội, báo cáo về tình hình kết quả hoạt động công tác hội, phong trào phụ nữ và một số vấn đề về bình đẳng giới, các vấn đề liên quan đến phụ nữ trẻ em hiện nay trên địa bàn xã. Với chủ đề thực hiện các chính sách an sinh xã hội và phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế xã hội. Tại buổi đối thoại, cán bộ, hội viên phụ nữ xã đã đóng góp 30 ý kiến với cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể ở địa phương liên quan đến chủ đề trên. Trên cơ sở các ý kiến đóng góp tại buổi đối thoại, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã Đồng Vương đã làm rõ nhiều vấn đề được cán bộ, hội viên phụ nữ xã quan tâm, đặc biệt là các chính sách hiện hành. Đồng thời giải đáp những thắc mắc, ý kiến của cán bộ, hội viên phụ nữ liên quan đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phát triển kinh tế xã hội, vấn đề lao động, việc làm, giải quyết những vấn đề còn bất cập liên quan đến đất đai, môi trường, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, tham gia xây dựng nông thôn mới, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, công tác xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Hội nghị đối thoại chính sách là một trong những nội dung quan trọng của dự án 8 nhằm đảm bảo tiếng nói, vai trò và sự tham gia thực chất của phụ nữ trong hoạt động phát triển kinh tế xã hội tại cơ sở. Đồng thời là kênh nắm bắt thông tin, nhu cầu, mong muốn của phụ nữ, vừa truyền thông nâng cao năng lực, nhận thức của phụ nữ về các nội dung liên quan đến chủ đề đối thoại, vừa giúp cho các cấp hội và cấp ủy chính quyền địa phương kịp thời nắm bắt thông tin, giải đáp, phối hợp giải quyết và phản ánh, đề xuất với cấp có thẩm quyền, hướng khắc phục, xử lý. Thông qua hội nghị đối thoại cũng là dịp để giúp hội viên, phụ nữ xã Đồng Vương nâng cao nhận thức, hiểu biết về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các nhiệm vụ chính trị của xã, từ đó phát huy vai trò hơn nữa, sứ mệnh của mình trong sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình truyền hình điện tử do Đài Truyền hình Yên Thế thực hiện đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.